Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thư giãn thật thoải mái. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin nghệ sĩ. Diễn viên Anh Tài kể hành trình Vũ Ngọc Ánh sinh con ở Mỹ. Trong chương trình Các ông bố nói gì? Anh Tài đã chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với nữ diễn viên Vũ Ngọc Ánh. Diễn viên Luật Trời cũng xúc động khi kể về hành trình gian nan đón con gái đầu lòng. Bất ngờ xuất hiện trong chương trình Các ông bố nói gì, diễn viên Anh Tài đã chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với diễn viên Vũ Ngọc Ánh và hành trình trở thành bố bỉm sữa trước nhân chứng là khách mời Tân Trề. Được biết, Anh Tài và Vũ Ngọc Ánh kết hôn vào tháng 2 năm 2019 sau 3 năm yêu nhau. Chuyện tình cảm của cặp đôi diễn viên trải qua nhiều sóng gió và có hơn 8 lần chia tay trước khi chính thức về chung một nhà, cặp đôi đón con đầu lòng vào cuối năm 2019. Chia sẻ tại chương trình, anh Tài cho biết khi mang thai, vợ mình cực kỳ khó tính và nam diễn viên phải rất vất vả để chiều vợ. Có thời gian anh lên cân vì bị nghén cùng với vợ. Vợ thèm ăn gì là nam diễn viên mua về cho bằng được. Thậm chí những gì vợ không ăn nữa thì anh Tài sẽ cố gắng ăn hết để vợ vui lòng. Trong khoảng thời gian vợ sắp sinh, nam diễn viên cài một lúc 4 bộ phim mới sang Mỹ cùng vợ. Anh nói, ít nhất tôi qua đó cũng 3-4 tháng để chờ vợ sinh nên phải tranh thủ làm. Qua đó có tiền chi ra mới sướng, mỗi lần vợ đi gặp bác sĩ khoảng 300 USD, nhưng những tháng cuối mỗi tuần phải đi khám một lần. Nghe đến đây, Tân Trề hài hước, nghe 300 USD là bắt đầu cảm thông cho anh Tài. Nam diễn viên sinh năm 1987 chia sẻ, ban đầu anh mong muốn vợ sinh thường để tiết kiệm chi phí. Từ lúc vợ chuyển dạ đến khi sinh con là 24 tiếng, anh cho biết nếu ở Việt Nam đã vào viện sẽ ở trong bệnh viện chờ đến lúc sinh. Tuy nhiên khi ở bên Mỹ, các bác sĩ không cho ở lại mà cứ bắt đi đi về về, chờ đến lúc gần sinh mới can thiệp. Từ lúc nằm viện đến lúc sinh phải đổi qua 3 bác sĩ vì họ cứ hết ca làm là đi về. Đến bác sĩ thứ 3 thì vợ tôi vẫn chưa sinh được. Bác sĩ bảo chắc phải mổ để lấy em bé ra vì xương chậu của vợ nhỏ quá nên em bé ra không được và quyết định mổ luôn. Lúc mổ là tiếng thứ 23, mổ xong là tiếng 24, còn tôi mới ra được. Ông xã Vũ Ngọc Ánh tâm sự, anh được đồng hành cùng vợ lúc trên bàn mổ, chứng kiến toàn bộ những cảnh đó, nam diễn viên càng thương vợ và quý con hơn. Tôi toát mồ hôi thật sự, xém khóc vì thấy thương vợ quá. Lần đầu tiên gặp con, tôi khóc trong bệnh viện vì sao bao nhiêu tháng ngày cũng được nhìn thấy nó. Xúc động lắm, thấy thương vợ thương con và không còn nghĩ đến chuyện gì khác. Anh Tài xúc động. Sau đó, anh học hỏi các y tá chăm bé từ những điều nhỏ nhất, cách ẵm con, thay tã, quấn khăn và tắm cho con. Ban đêm tranh thủ thức chăm vợ chăm con, anh Tài bối rối khi con khóc. Nhưng không biết làm sao và còn vừa ôm con vừa ngủ gục. Tuy nhiên vì ở Mỹ có nhiều khác biệt so với Việt Nam nên nam diễn viên cũng gặp nhiều bỡ ngỡ. Thậm chí anh còn tranh cãi với bác sĩ khi thấy họ đưa con đi chỗ khác để sưởi da cho bé lúc mới sinh. Tôi cứ sợ lỡ họ đưa con đi đâu hay tráo bé thì sao. Nhưng chị gái tôi nói mới biết họ có gắn chip trên tai nên bé không bị lạc. Chỉ cần đưa bé đi khoảng bao nhiêu mét là nó sẽ báo liền, nên không có tình trạng tráo đổi hay nhầm lẫn được, anh nói. Tại chương trình, anh Tài còn bật mí nhiều điều bất ngờ trong cuộc sống với Vũ Ngọc Ánh. Nam diễn viên không ngại kể xấu vợ trên sóng truyền hình như hay quạo, lì, đặc biệt là ghen. Đặc biệt, chương trình còn tạo bất ngờ khi nam diễn viên xem những chia sẻ của Vũ Ngọc Ánh. Nữ diễn viên cũng nhắn gửi ngọt ngào đến chồng, mong muốn chồng yêu thương, thấu hiểu mình nhiều hơn. Những tâm sự của vợ khiến cho anh Tài xúc động rơi nước mắt. Anh thẳng thừa nhận những tật xấu chưa thể khắc phục của mình và hứa dành trọn cuộc đời để yêu thương, chăm sóc vợ con.
và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.